xin giới thiệu với quý anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay em về một chiếc Xpander sản xuất 2021, tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Chiếc xe này thì mới lăn bánh được 5.8 thôi. Quý anh chị có thể thấy cái đèn pha của nó rất là trong. Xe thì cam kết nguyên bản, không đâm đụng ngậm nước và không chạy dịch vụ. Nó là xe biển trắng từ đầu luôn. Đây, em cũng vừa mới sờ ba xong. Ban đầu máy 1.5 nên là nổ rất là êm. Máy móc treo trụ kim từ mặt tàn cò luôn. Xe thì không có gì phải bàn cả. Lốp rất là mới. Xe này chạy Hà Nội nên lầm mẹ rất là ok. Nó không như những cái xe mà vùng biển hoặc là vùng núi đi lại đường xá nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề khung gầm. Tất cả các con ốc vẫn còn chấm sơn. Nội thất rất là mới, vô lăng này, vô lăng với những cái mép của nó rất là mới đấy. Km chuẩn 5.8 không tua. Đấy. Rất là mới, trần nỉ đẹp, sáng. Đó, có cái da màn hình cam lùi thôi. Đầy đủ hết không? Ghế sau gần như cũng không có người ngồi mới đâu. Chân nỉ sáng đẹp. Đã đổ vành rồi, đổ bo được kit rồi nhá. Đấy, cái bo được kit lipo này là chủ xe đổ lên đấy. Đây là phần cốp sau, rất là mới. Ghế này gập đấy, hàng ghế thứ ba này em có thể gập khoảng phiêu đánh này nếu quý anh chị có thể để đồ các thứ rất là tiện. Những nhựa nó vẫn rất là mới. Và xe thì không bàn về xe. À, đẹp. Biển còn nguyên, vành rất là mới. Với tài chính loanh quanh khoảng 5 đồng, quý anh chị mua chiếc xe này có thể đi gia đình hoặc chạy dịch vụ rất là ok vì rất là tiết kiệm. Bên em có hỗ trợ các thủ tục sang tên đổi chủ, có hỗ trợ ngân hàng với lãi suất rất là ưu đãi thôi. Xe rất là mới, rất là đẹp. Vô lăng, số chân thì rất là đẹp, rất là mới. Xe hiện tại em đang bày bán tại ô tô Nam Việt số 2 Trần Hữu Thực. Quý anh chị quan tâm xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0969 46 1221. Em xin cảm ơn và kết thúc video ở đây.